Werner đếm ngược ngày trở lại Premier League. Newcastle ngắm nghía hàng loạt cầu thủ Barcelona. Tin tức trái chiều liên quan đến tương lai của Mbappe. Tottenham đã đồng ý ký kết thỏa thuận mượn Timo Werner từ RB Leipzig đến cuối mùa giải, kèm theo điều khoản mua đứt trị giá 15,5 triệu bảng. Spurs sẽ trả toàn bộ lương cho Werner trong thời gian mượn. Đồng thời, họ cũng đã lên sẵn lịch kiểm tra y tế cho cầu thủ người Đức. Dự kiến, Werner sẽ ra mắt Tottenham ngay trong tuần này. Bên cạnh Timo Werner, gà trống cũng đang thúc đẩy nhanh chóng cuộc đàm phán chiêu mộ trung vệ Ragusin từ Genoa. Fabrizio Romano cho biết, Spurs hiện đã đạt được bước tiến lớn trong thương vụ này. Mang danh là pháo thủ suốt nhiều năm qua, nhưng có lẽ bây giờ Arsenal nên đổi tên thành những khẩu pháo xịn. Đơn giản thôi, hàng công của họ đang gặp vấn đề nghiêm trọng trong việc chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng ở mùa giải năm nay. Chưa chữa được bệnh, Arsenal còn gặp tổn thất lớn khi tiền đạo Gabriel Jesus lại mới gặp chấn thương, dẫn đến việc vắng mặt trong giai đoạn quan trọng của mùa giải. Dù vậy, sau thất bại 0-2 trước Liverpool tại đấu trường FA Cup vào đêm qua, huấn luyện viên Mikel Arteta cho biết Arsenal sẽ khó đưa về một tiền đạo mới ở kỳ chuyển nhượng mùa đông. Tại thời điểm này, điều đó trông không thực tế chút nào. Công việc của tôi là cải thiện phong độ của các cầu thủ đang sở hữu trong tay. Tôi mong các cổ động viên sẽ tiếp tục ủng hộ các cầu thủ hiện tại. Họ xứng đáng được tôn trọng. Theo tờ Sport, bên cạnh các câu lạc bộ đang thi đấu tại Saudi Pro League, Newcastle cũng đang rất quan tâm đến việc ký kết hợp đồng với Rafinha của Barcelona. Rafinha đánh mất phong độ trầm trọng ở mùa giải năm nay, khiến cho ban lãnh đạo Barca không còn giữ được sự kiên nhẫn. Họ muốn đẩy anh đi càng sớm càng tốt để cắt lỗ. Newcastle là bến đỗ được xem là phù hợp với cầu thủ người Brazil khi Trích Chòe đang tổn thất lực lượng nặng nề vì chấn thương. Rafinha cũng có thời gian thi đấu thành công tại Premier League trong màu áo Leeds United, nên đây có thể xem là phương án để anh cứu rỗi sự nghiệp nếu như không muốn sớm đến dưỡng già tại Ả Rập. Ngoài ra, Newcastle cũng đang theo dõi sát sao tình hình của trung vệ Andreas Christensen. Dù vậy, khả năng cao kỳ chuyển nhượng mùa hè mới là thời điểm mà đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh xúc tiến thương vụ. Santi Auna, nhà báo của Foot Mercato tại Pháp vừa cung cấp thông tin gây náo loạn mạng xã hội Twitter khi xác nhận Kylian Mbappe đã đồng ý gia nhập Real Madrid vào kỳ chuyển nhượng mùa hè dưới dạng chuyển nhượng tự do. Trái lại, tờ Time cho rằng Mbappe hiện đang có đôi chút giận hờn với Real Madrid khi đội bóng Tây Ban Nha gây áp lực bắt Mbappe sớm đưa ra quyết định về tương lai trong tháng này. Điều này khiến cậu bé vàng nước Pháp cảm thấy không thoải mái và anh thậm chí còn đang tìm kiếm cơ hội chuyển đến thi đấu tại Premier League. Do tình hình chi tiêu hạn chế trong tháng riêng, Barcelona đang tìm kiếm những mục tiêu phù hợp túi tiền và Jesse Lingard đang nổi lên là một trong những lựa chọn hàng đầu. Lingard hiện vẫn đang là cầu thủ tự do nên anh có thể giúp Barcelona tiết kiệm được khá kinh phí trong bối cảnh gã khổng lồ xứ Catalan đang muốn nâng cấp hàng tiền vệ. Chỉ sau nửa mùa giải chơi bóng tại Ả Rập Xê Út, Jordan Henderson hiện đang tìm đường quay trở lại nước Anh thi đấu. Lý do là bởi Henderson không cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống tại Trung Đông và anh cũng tỏ ra chán nản trước tình hình thi đấu bết bát của Arne Tifak. Được biết, cựu cầu thủ Liverpool sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị từ phía các đội bóng ở giải Ngoại hạng Anh. Brighton hiện đang tích cực đàm phán với Boca Juniors về trường hợp của hậu vệ cánh trái Valentin Bako. Mong biển đã từng có ý định bổ sung Valentin Bako vào đội hình từ mùa hè nhưng đã bất thành. Giờ đây, họ quay trở lại và sẵn sàng đưa ra một thỏa thuận hấp dẫn hơn. Truyền thông Anh tiết lộ, tiền đạo Danny Ings của West Ham đang là một trong những mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Wolverhampton vào lúc này. Wolver đang tìm kiếm một tiền đạo mới sau khi Sasa Kalajdzic gia nhập Eintracht Frankfurt theo dạng cho mượn, còn Hwang Hee-chan sẽ phải trở về phục vụ đội tuyển quốc gia Hàn Quốc tại Asian Cup. Trong khi đó, West Ham lại dành sự quan tâm đến trung vệ Mark Kilman theo chiều ngược lại. Kilman được xem là sự thay thế hoàn hảo cho Naif Aouad, người có khả năng chuyển đến Ả Rập thi đấu. Dù vậy, định giá của Kilman ở thời điểm hiện nay là cao hơn nhiều so với Danny Ings. Cầu thủ 26 tuổi vừa ký hợp đồng với Bầy Sói ở mùa hè năm ngoái và có thể khiến West Ham tiêu tốn tới 40 triệu bảng. Dorival Júnior sẽ trở thành tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Brazil trong thời gian tới sau khi chấp nhận lời đề nghị từ phía Liên đoàn bóng đá Brazil. Phía Liên đoàn vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức nào, nhưng câu lạc bộ Sao Paulo được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Dorival Júnior đã lên tiếng xác nhận thông tin này thông qua mạng xã hội Twitter. Mặc dù Sao Paulo rất muốn giữ Dorival Júnior ở lại, nhưng ông quyết định rời đi để đáp lại niềm tin từ phía Liên đoàn. Nhiệm vụ trước mắt của Dorival sẽ là giúp Brazil giành được tấm vé tham dự vòng chung kết World Cup 2026.
Như vậy là các bạn đã cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý nhất 24 giờ vừa qua. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất cứ thông tin nóng bỏng nào. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình tiếp theo.